Chào cả nhà nhá. Lâu lắm mới lên video. Chiếc V80 cabin máy này xe bãi nha. Đang lên móc này, cầu Phò Tông. À, cầu này là cầu để tí mình xem lại, không biết cầu Phò Tông hay cầu cầu Vồ đó. Gương mà cầu dầu nha. Khóa vi sai đầy đủ hết. Cái mọc này bên mình đang nhận đóng là 140. Dài 4,5 m. Rộng 2,1 m hay 2 m mấy đó, mình chưa không chính xác nữa. Nhưng mà biết là chính xác là dài 4,1 m thôi. Nên cabin máy lạnh luôn. Nào đi, nắp hai người à? Có biết làm không? Có biết làm không? Không biết nào. Tí nó gọi thợ điện mà họ làm cho. Nhún nhún ghế vài phát coi là tí. Ta biết độ mập. Nó có cái ti giảm sóc nữa đúng không nhỉ? Có nhỉ. Có độ hơi mùi ghế. Ghế này nếu mà đều cái chỗ này của nó rộng này, mình độ ghế ô tô vẫn được mà. Mất 1,5 củ, đâu 2,5 củ độ vào cái bộ chân này thôi. Còn ghế mình xài ghế cũ được. Ngồi phê lòi. Quay cho anh em tham khảo xem nhá. Thiên nhiên kỳ để hết ngoài đấy. Cabin máy này. Cửa đóng xịn. Con này nên hộp số Camat nha. Hộp số Camat to lắm. Xem cái hộp số thấy nó đã to. Cái thùng hôm bữa đóng cho con 467 thì xài hộp số của cái gì tao lại quên rồi. Hộp số của Taco. Cầu cầu này biểu tượng này của Chiêng Long mà. Như cầu được gọi cầu Taco, cầu Taco. Chứ không phải cầu Hô Vô. Quả cầu Taco. Không xài nhíp nha. Bắt trực tiếp luôn. Toàn bộ anh em đi chở mì đi rừng là không xài nhíp. Đi xài nhíp thì đi nói chiềng. Cầu bìa. Con này ngang với 2 mét mấy nhỉ? 2m3 dài 4,5 m. 4m4 hả? Anh Đạt để ý cho em mà lùi dẫm vào cái này đi viện đấy. Ai chơi? Ồ, toàn bộ cái này là xài u xe tải xe u dập nhá, u xe tải luôn á. U tăng 15 năm. Cầu Phò Tông. Nhâm bì à? Nhâm bì. Có bì sai luôn nha. Bì sai nó nào nào. Vì sai con này đặt chậm chỗ đây nhỉ. Nó sao cái cầu của cái thằng hôm bữa thì đấy nhỉ. Hôm vô là vì sai nó nằm ở sau. Vì sai sau. Còn cô tăng nó nằm ở trước. Nhìn đồng vô mà nó đắng to. Này cầu Phò Tông. Ừ, kẹp. Thì kẹp đôi. Cầu này không bao giờ sợ hư, không có nhíp. Không bao giờ sợ gãy nhíp. Bao gãy nhíp. Bao gãy nhíp. U toàn bộ u kẹp nhé. U cái này là u u 8 này, u 8 8 hay u 10 đấy. 8 thành thùng bé vỉ chở mì luôn bé hết. Mình vào xem bên kia xem nhé. Nó hơi lên ở đầu luôn nha. Em cũng nằm ở đây đúng. Bưởi cabin máy lạnh. Cái này nó vướng quá. Thôi chắc mình quay sơ qua thôi. Để cho các bác tham khảo thôi nhá. Khi nào hoàn chỉnh xong cái thùng lên xe thì xe đưa ra ngoài test thì mình sẽ quay chi tiết lại cho bác xem luôn nha. Rồi mình sẽ quay sơ bộ qua cho bác xem vậy thôi, tham khảo thôi.
Bác nào có nhu cầu thì liên hệ lên em nhé. Nhận đóng thùng có cả đầu luôn. Rồi chào các bác nhé. Cái bệ này thì chưa phải bệ đâu, bệ bắt tạo thôi.